Welcome anh chị đã quay trở lại với kênh Tùng Phát Pico. Mình là Tùng Bùi, hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho anh chị và các bạn một cái video nữa hoàn toàn miễn phí. Đó chính là sử dụng keyword tool.io để phân tích từ khóa, dùng để SEO website hoặc phân tích từ khóa để làm video ha. Rồi nếu anh chị các bạn thấy video này hay, hãy cho Tùng một like và nhớ đăng ký kênh của Tùng nha. Và nhấn vào cái nút chuông phía bên tay phải để nhận video mới nhất từ Tùng. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn. Rồi chúng ta hãy cùng tìm hiểu video này nha. Rồi bắt đầu chúng ta tìm hiểu cái công cụ keywordtool.io này nha. Thì anh chị và các bạn đầu tiên là truy cập vào cái trang là keywordtool.io ha. Rồi hoặc là nếu anh chị và các bạn nào chưa biết thì vào google.com ha, gõ giúp Tùng cái từ khóa là keywordtool. Đó, keywordtool. Rồi, thì nó cũng ra cái trang đầu tiên ở đây. Rồi anh chị các bạn kích vào cái trang đầu tiên để mở cái keywordtool này lên. Rồi thì keywordtool này là ai? Rồi keywordtool.io này nó sẽ giúp mình những việc gì, Tùng cũng sơ lược cho anh chị các bạn hiểu luôn ha. Rồi để mà giúp cho anh chị các bạn dễ dàng nắm bài thì Tùng xin phép là sử dụng Word để giúp cho anh chị dễ dàng hơn ha. Rồi mở Word lên. Rồi bước đầu tiên ha, đây là mình là hướng dẫn sử dụng keyword tool ha, để phân tích từ khóa nha anh chị các bạn. Tích từ khóa. Rồi enter. Phong cho to lên cho dễ anh chị các bạn dễ nhìn nha. Rồi. Rồi đầu tiên bước số 1 là anh chị các bạn truy cập vào trang keywordtool nha, keywordtool.io đây. Đó, Tùng để đây luôn cho anh chị các bạn dễ dàng truy cập nha. Rồi cái phần này Tùng sẽ link vào phần mô tả luôn để cho anh chị các bạn dễ dàng truy cập. Rồi thứ hai là công dụng. Rồi công dụng nó sẽ giúp mình làm những việc gì đây? Thì đầu tiên là keywordtool.io này nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn phân tích ra những cái từ khóa này thường là từ khóa dài, nó gợi ý cho mình những cái từ khóa dài, từ khóa đồng nghĩa ha. Rồi căn cứ vào những cái từ khóa đó thì anh chị sẽ biết cái bộ từ khóa mình nó tập hợp những cái keyword nào. Rồi sau đó anh chị và các bạn tiếp tục phân loại những cái từ khóa đó để anh chị các bạn tiến hành xây dựng. Nếu mà anh chị các bạn tiến hành SEO site thì mình tiến hành build content, là mình sẽ làm cái outline content cho nó. Còn nếu anh chị các bạn mà sử dụng để tìm những cái từ khóa dùng cho làm YouTuber thì anh chị các bạn sẽ tìm được những cái từ khóa mà nó sẽ giúp anh chị gợi ý là theo cái xu hướng tìm kiếm, là cái thời điểm đó có bao nhiêu lượng tìm kiếm và cái mức độ trend nó như thế nào ha. Rồi mình sẽ đi vào chi tiết từng phần. Là bước đầu tiên mình sẽ giúp cho anh chị các bạn phân tích từ khóa SEO bằng keywordtool.io này ha. Rồi thứ ba, tiến hành phân tích keyword ha, dùng để SEO trên Google. Bước thứ ba, tìm để phân tích keyword SEO trên Google ha. Thì để mà bước đầu tiên á thì anh chị các bạn cần phải có một cái tài khoản trên cái keywordtool.io này. Thì Tùng giới thiệu cho anh chị các bạn có hai hình thức để anh chị các bạn có một cái tài khoản keywordtool.io. Đó là anh chị các bạn có thể là mua trực tiếp từ cái trang keywordtool.io này luôn ha. Đó. Hoặc là ha, đây nó có cái keywordtool Pro for YouTuber. Đó, để mà phân tích. Đây, để mà phân tích SEO YouTuber. Thì cái gói mà Pro của nó thì anh chị các bạn sẽ thấy là những cái giá là, thứ nhất là bản Pro Business ha. Pro Business này là giá là 159 đô trên một tháng ha.
Rồi cái giá bản Pro Plus này thì nó 79 đô một tháng. Và cái giá mà basic là cơ bản nhất là nó 69 đô một tháng. Thì cái này nó sẽ giúp cho anh chị như sau: nhất là search volume data, rồi public data, Google Ads ha, competition data hoặc tham mô keyword ha. Rồi gói đầy đủ nhất cho chính là Pro Business thì nó có là thống kê cho mình luôn những chức năng cụ thể, thì anh chị các bạn sẽ vào đây để mà mua. Rồi mua xong là anh chị và các bạn sẽ cần có một cái tài khoản để anh chị các bạn thanh toán, đó chính là Visa hoặc là PayPal ha. Đây thì nó là Visa. Rồi sau khi anh chị và các bạn đăng ký một cái tài khoản trên này ha, thì anh chị các bạn bắt buộc phải nhập cái thông tin Visa của anh chị các bạn vào đây ha. Sau 30 ngày thì bắt đầu nó sẽ tính phí, nó sẽ cho anh chị các bạn sử dụng free 30 ngày. Thì đối với anh chị các bạn nào muốn tìm hiểu thì chỉ cần mình đăng ký miễn phí 30 ngày rồi mình sử dụng hết rồi mình ngưng cũng được ha. Đó là cách thứ nhất mà anh chị các bạn sử dụng muốn có cái tài khoản trên cái công cụ là keywordtool.io này ha. Còn đối với anh chị các bạn nào mà muốn sử dụng dùng cho sale thường xuyên, mình phân tích từ khóa, phân tích keyword, mình làm YouTuber, thì anh chị và các bạn nên sử dụng cái hình thức thứ hai đó Tùng chia sẻ, đó chính là sử dụng dùng chung ha, dùng chung. Thì nếu anh chị các bạn không biết cái nguồn nào mà đăng ký thì hãy comment ở phía dưới video này ha, rồi hoặc là tham gia những cái group bên Tùng sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn những cái tài khoản này để anh chị các bạn sử dụng miễn phí ha. Rồi bắt đầu sau khi mình có cái tài khoản rồi thì bước đầu tiên Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị cách mà phân tích keyword sale ha, keyword sale trên Google đó, để tìm ra cái bộ từ khóa thì anh chị các bạn sẽ login vào cái công cụ của mình trước ha. Rồi đây ví dụ như đây mình đã login vào công cụ của bên mình ha. Rồi login, bấm vào login, rồi login vào. Rồi ví dụ như bây giờ mình muốn phân tích một cái chủ đề về keyword là để sale Google, thì mình chọn ha, tab Google. Rồi sẵn đây anh chị các bạn quan sát giúp Tùng luôn là keyword tool này nó sẽ giúp mình những cái việc sau đây. Thứ nhất là phân tích từ khóa sale Google. Thứ hai là phân tích từ khóa ha, để sale, để tối ưu cho kênh YouTube. Rồi cái thứ ba là phân tích từ khóa bin. Cái công dụng thứ tư đó chính là phân tích từ khóa trên cái sàn thương mại điện tử Amazon. Rồi tiếp tục là thứ năm đó chính là phân tích từ khóa trên sàn eBay. Thứ sáu Play Store cũng có phân tích từ khóa, và trên Instagram, và cuối cùng là Twitter ha. Rồi anh chị các bạn sẽ thấy là ở phía dưới này nó có một cái ô. Cái ô này nó sẽ dùng để nhập cái từ khóa mình vào. Rồi cái bên đây thì anh chị các bạn sẽ có một cái ô nữa, đó chính là chọn cái ngôn ngữ, cái đất nước mà anh chị và các bạn cần hướng đến, cần sale, cần mục đích mình target khách hàng ở đất nước nào, thì anh chị các bạn sẽ chọn cái ngôn ngữ ở đất nước đó. Thì ở đây thì mình ở Việt Nam thì mình sẽ chọn ở Việt Nam nha. Đó, Việt Nam. Rồi, hoặc là anh chị các bạn có thể gõ từ Việt Nam. Đó. Rồi. Quay lại cái phần phân tích từ khóa với Google trước ha. Thì đầu tiên mình sẽ chọn, mình làm trên Google, mình sẽ chọn Google. Rồi, ngôn ngữ của mình là Việt Nam Y, tiếng Việt ha. Rồi bây giờ ví dụ như Tùng muốn phân tích cái từ khóa mà để Tùng ví dụ như Tùng làm thiết kế website và dịch vụ sale, thì Tùng sẽ phân tích từ khóa thiết kế website đi ha, thiết kế website. Rồi thì Tùng nhấp vào, sau khi gõ cái từ khóa ở đây thì Tùng tiếp tục chọn cái ngôn ngữ, đó chính là Việt Nam ha.
rồi hoặc là tiếng Việt đây. Rồi tiếp tục mình sẽ bấm cái công cụ search này. Sau khi Tùng mà bấm cái công cụ search này thì nó sẽ đưa ra cái danh sách gợi ý như thế này ha, để gợi ý cho mình là những cái từ khóa mở rộng của cái keyword chính của Tùng chính là từ thiết kế website. Nó sẽ gợi ý ra những cái từ khóa liên quan với từ khóa thiết kế website. Thì đối với anh chị và các bạn nào sử dụng cái bản miễn phí á, thì nó sẽ bị che mất cái phần những cái thông số search volume nè, trend nè, CPC nè, hoặc là conversion nè. Rồi đó thì anh chị sẽ, các bạn sẽ bị che đi, anh chị các bạn không thấy được những cái thông số ha. Nhưng mà anh chị và các bạn vẫn có thể là biết được là đây là những cái từ khóa mà được nhiều người tìm kiếm ha, những cái thông số mà khi mà anh chị các bạn SEO thì cần phải biết được cái từ khóa đó có bao nhiêu cái lượt tìm kiếm ha, để mình làm SEO cho nó tốt hơn ha. Rồi thì để mà có được những cái thông số thì bắt buộc anh chị các bạn phải có cái tài khoản ở trên này ha. Thì Tùng login lại cái tài khoản của Tùng đó, thì anh chị các bạn sẽ thấy đây nó bắt đầu nó hiển thị cho mình những cái chỉ số ha. Rồi đầu tiên Tùng sẽ review cho anh chị các bạn hiểu cái công cụ này nó hoạt động như thế nào ha. Thì tương ứng với cái từ khóa thiết kế website mà Tùng đã đánh vào cái ô tìm kiếm ở trên này thì nó sẽ gợi ý cho Tùng những cái keyword mà liên quan với cái từ khóa thiết kế website ha. Thì nó có gồm là thiết kế website chuyên nghiệp, thiết kế website bán hàng, rồi thiết kế website cao cấp ha. Đây là cái cột keyword thì nó sẽ list cho mình những cái danh sách, những cái từ khóa liên quan với cái từ khóa của từ khóa chính của mình, hay gọi là từ khóa hạt giống của mình á đó. Còn những cái từ khóa mà mở rộng như này thì có một cái thuật ngữ mới hay gọi là cái từ khóa phụ ha. Rồi tiếp tục là anh chị các bạn sẽ quan tâm thêm giúp Tùng ở cột kế bên có cái tên là search volume đó. Search volume thì anh chị các bạn sẽ biết được là hàng tháng cái từ khóa này tương ứng là với cái lượng tìm kiếm là bao nhiêu lượt tìm kiếm trên một tháng đó. Thì anh chị các bạn sẽ thấy cái cột search volume. Rồi cái cột thứ ba đó chính là cái cột trend. Cái cột trend này sẽ giúp cho anh chị và các bạn biết được cái xu hướng là cái từ khóa đó đang tăng hoặc là đang giảm ha, đang tăng hoặc đang giảm. Ví dụ như trong tháng này có thể nó sẽ tăng và sang tháng sau nó sẽ giảm ha. Rồi CPC này á, thì nó đưa ra một cái bảng tính toán để mà giúp anh chị biết là với cái từ khóa này khi mà anh chị các bạn tiến hành chạy Google AdWords á, thì anh chị các bạn sẽ tốn cái số tiền là 39.277 đồng ha, để mà chi cho một cái lượt lít trên Google. Rồi cái cột mà conversion này thì anh chị các bạn có thể là quan tâm hoặc là không quan tâm cũng được ha. Rồi thì anh chị các bạn sẽ thấy ở phần phía trên này luôn, nó sẽ có một cái biểu đồ. Biểu đồ này nó cũng sẽ giúp cho mình biết được và so sánh được từng tháng ha, từng tháng, từng năm và cái lịch sử của nó, đó chính là năm 2020 và so sánh với năm 2021. Rồi anh chị các bạn nhấp vào cái mũi tên này để mình đi tiếp qua cái mức độ quan tâm đến tiểu vùng ở Việt Nam 12 tháng qua đó. Thì anh chị các bạn sẽ thấy được là những cái tỉnh thành mà nó đang quan tâm với cái từ khóa thiết kế website của Tùng đó. Thì anh chị các bạn nếu mà chọn đánh khu vực mà local á, thì anh chị các bạn nên quan tâm thêm cái vị trí địa lý nữa nha. Đó rồi sau khi mà mình đã list ra được cái danh sách từ khóa thì anh chị và các bạn nên xuất cái bộ từ khóa này ra để anh chị các bạn tiến hành gom nhóm và loại bỏ những cái từ khóa
mà mình không dùng ha. Rồi bắt đầu Tùng sẽ xuất ra nha. Rồi lưu ý đây là chính là cái phần mà với cái từ khóa bản Pro trở lên thì nó mới cho mình xuất nha, bản miễn phí thì nó không cho ha. Rồi mình có thể xuất nhiều định dạng. Định dạng thứ nhất là có thể mình copy nó ha, copy lipbo. Rồi copy này là gì thì Tùng cũng demo luôn cho anh chị xem nha. Khi mà Tùng nhấn copy thì Tùng sẽ bắt ra file Excel đi. Đó. Đây, Tùng sẽ bật một cái file Excel lên. Rồi. Rồi Tùng sẽ bắt vào đây ha. Đó, copy to lipbo có nghĩa là nó sẽ giúp cho mình copy cái danh sách từ khóa này. Rồi sau đó mình bắt ra, nhưng mà mình không lấy được những cái thông số kỹ thuật này. Đó. Rồi thì anh chị và các bạn nên chọn cái nào đây? Tiếp tục anh chị và các bạn xem cái phần tiếp theo, đó chính là xuất cái file CSV. CSV này đây là cái file định dạng giống như Excel ha, nhưng mà cái đuôi của nó là .csv. Rồi thường thì thông thường Tùng sẽ dùng là export to Excel ha, để mà lấy nguyên cái file Excel này luôn. Rồi anh chị các bạn chờ trong giây lát, bắt đầu nó sẽ xuất cái file đây ha. Phía góc tay trái của anh chị các bạn sẽ có một cái file keyword đầy đủ. Rồi anh chị các bạn mở file này lên để xem bên trong này như thế nào nha. Đó. Thì sau khi mình xuất ra thì nó sẽ có tên là keyword tool export thiết kế website. Đó. Rồi mình mở lên. Rồi thì nó sẽ đưa ra cho mình một cái file đầy đủ những cái keyword và những cái search volume. Đó, search volume hàng tháng. Rồi, thì khi mình được cái file như thế này thì anh chị các bạn sẽ làm bước gì nữa đây? Thì mình tiến hành là mình sẽ giữ lại cái cột keyword là một. Cột thứ hai là search volume trung bình. Ha. Rồi. Hai cột này là cột chính, còn bao nhiêu thì mình xóa đi, delete. Rồi sau khi mình xóa đi rồi mình sẽ có được một cái file ha, chứa rất là nhiều cái từ khóa. Thì anh chị các bạn cần làm bước tiếp theo là gì? Anh chị và các bạn cần loại bỏ những cái keyword nào không cần thiết, hoặc là nó liên quan đến keyword thương hiệu của những cái đối thủ của mình thì mình nên loại bỏ nó đi. Rồi anh chị các bạn sẽ thấy đây, ví dụ như thiết kế website của Cihilo hay gì đó. Đó, mình bỏ này đi, hai cái này đi. Rồi đó, tiến hành mình lọc lại ha. Rồi tiếp tục, ví dụ như thiết kế website bằng Photoshop. Rồi thiết kế website BC gì nè, đó mình xóa đi ha. Rồi sau khi anh chị xóa đi á thì anh chị sẽ có một cái bộ từ khóa ha. Bộ từ khóa này là những tập hợp những cái keyword mở rộng của cái keyword chính của anh chị các bạn, là cái từ khóa thiết kế website như lúc đầu Tùng đã click vào đây ha. Rồi thì anh chị các bạn sẽ được một cái bộ từ khóa thật hoàn chỉnh, và tiến hành anh chị các bạn lên cái outline content để anh chị và các bạn tiến hành viết bài, hoặc là gửi cho đối tác anh chị và các bạn tiến hành viết bài rồi gửi lại cho anh chị các bạn tiến hành, anh chị các bạn up lên website để anh chị các bạn tiến hành là SEO cái từ khóa của anh chị các bạn ha. Đó là cách mà Tùng giúp cho anh chị và các bạn phân tích cái từ khóa để anh chị các bạn SEO trên Google ha. Rồi tiếp theo bước thứ tư là Tùng sẽ giúp cho anh chị phân tích keyword trên keyword để mà làm YouTuber ha. Rồi phân tích keyword làm YouTuber. Cái phân tích keyword SEO Google này anh chị các bạn cần lưu ý hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là từ khóa nhập từ khóa chính của anh chị. Từ khóa chính của anh chị là gì? Chính là gì? Đó. Rồi tiếp theo là anh chị lưu ý là phải lọc ra, loại bỏ những cái từ khóa không liên quan ha. Loại bỏ những từ khóa không liên quan. Rồi đó là hai cái lưu ý mà anh chị các bạn trong quá trình mà phân tích keyword SEO Google.
Rồi tiếp tục là Tùng sẽ giúp cho anh chị các bạn tiến hành phân tích keyword mà làm YouTuber. Rồi phân tích keyword làm YouTuber. Rồi để mà tiến hành mà phân tích keyword mà làm YouTuber á, thì anh chị và các bạn cũng làm tương tự giống như phân tích keyword làm trên Google ha. Rồi mình bắt đầu mình quay trở lại cái công cụ phân tích từ khóa, mình quay lại trang chủ nó ha. Rồi login vào. Rồi sau khi mà mình tiến hành phân tích keyword để mà mình SEO trên Google rồi á, thì anh chị các bạn qua cái tab thứ hai, đó chính là làm trên YouTube, có chữ YouTube, anh chị các bạn click vào đây ha, click vào đây. Rồi tương tự thì anh chị các bạn cũng phải nhập cái từ khóa này vào ha. Rồi tiếp theo là anh chị các bạn cũng phải chọn cái ngôn ngữ tiếng Việt ha, để mình làm ở Việt Nam. Rồi thì tương ứng với cái keyword YouTube này thì Tùng xin nhắc anh chị các bạn một vài điều như sau. Là thứ nhất là anh chị các bạn phải chọn ra những cái chủ đề mà anh chị các bạn nên làm mà làm theo cái hướng ngách, để mình tìm những cái từ khóa nó ngách, nó cái độ cạnh tranh nó sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi thì làm YouTuber thì nó sẽ khác cái việc anh chị các bạn SEO trên website ha. Như thế nào đây thì mình sẽ làm cho anh chị xem nha. Rồi thì cùng với cái lĩnh vực thiết kế website hồi nãy, thì bây giờ Tùng muốn làm clip về YouTuber thì Tùng sẽ gõ là cái từ khóa chính cũng là vẫn là thiết kế website ha. Rồi Tùng enter hoặc là Tùng nhấn vào cái search này. Rồi thì nó cũng sẽ xuất cho Tùng những cái gợi ý cái bộ từ khóa cũng khá là tương đối giống như cái bộ từ khóa lúc nãy anh chị các bạn Tùng đã làm ở phía trước rồi ha. Rồi bây giờ cái này lại khác hơn. Khi mình làm YouTuber thì anh chị các bạn nên quan tâm giúp Tùng là cái cột trend ha. Cái cột trend này á, nó sẽ giúp cho mình là biết được là cái xu hướng mình làm sắp tới là được cái lượng tìm kiếm cao hay không ha. Làm YouTuber nên phải làm theo trend là để cho giúp cho kênh mình nó sẽ nhanh phát triển hơn đó. Rồi anh chị các bạn sẽ quan sát giúp Tùng cái cột trend nha. Cột trend thì anh chị các bạn sẽ thấy được những cái thông số ha. Rồi ví dụ như cái từ khóa hướng dẫn thiết kế website này cái lượt trend nó đang là cộng 644% ha, có nghĩa là cái lượt trend nó rất là cao. Rồi đó thì anh chị các bạn nên chọn ra những cái chủ đề, có nghĩa là mình phân tích cái mình dùng phân tích keyword thiết kế website là để giúp cho mình chọn ra những cái chủ đề ha. Các bạn lưu ý giúp Tùng là chọn ra cái chủ đề để mình làm video, chứ không phải là tự nhiên mình muốn SEO cái từ thiết kế website, anh chị các bạn đi vào ngay phân tích từ thiết kế website rồi anh chị các bạn cũng làm cái clip giống như anh chị các bạn đang viết bài, thì vậy là nó không đúng ha. Vì vậy mình phải chọn ra những cái chủ đề. Ví dụ trong những cái từ khóa này thì anh chị các bạn sẽ quan tâm những cái chủ đề nào anh chị các bạn có thể làm chủ được. Ví dụ như đối với cái từ khóa thiết kế website này thì Tùng sẽ chọn ra những cái chủ đề là Tùng sẽ làm những cái clip ví dụ như hướng dẫn thiết kế website đó. Tùng lấy cái từ khóa này làm cái chủ đề chính cho cái chuỗi series mà Tùng hướng dẫn cho anh chị các bạn thiết kế website đó. Thì Tùng bắt đầu Tùng sẽ chọn ra cái từ khóa này. Rồi thì Tùng sẽ có là 1.000 1.600 cái lượng tìm kiếm search volume tương ứng. Rồi thì cái xu hướng trend này nó đáp ứng rồi đó. Đó là những cái mà về chọn cái từ khóa để giúp cho anh chị làm YouTuber thì anh chị cần lưu ý như sau. Thứ nhất là cái chủ đề, từ khóa, gợi ý chủ đề mà anh chị muốn làm ha, anh chị muốn làm clip. Rồi tiếp theo đó là anh chị cần phải quan tâm cái cột trend. Trend để làm gì? Trend để biết được cái xu hướng ha, xu hướng tìm kiếm đang tăng hay là giảm. Nếu mà xu hướng giảm thì mình bỏ qua mình không làm.
mình nên chọn những cái xu hướng trend mà tăng để mình làm ha. Rồi tiếp theo là sau khi mình có cái từ khóa rồi thì anh chị cần phải quan tâm giúp Tùng cái nữa là mình nên check cái từ khóa này, check cái từ khóa để làm gì, để biết được là biết Google tìm kiếm á, search Google tìm kiếm á ha, Google phía tìm kiếm nó có gợi ý mình làm video hay không ha, có nghĩa là nó sẽ có xuất kết quả ra kết quả, những cái kết quả video hay không. Rồi mình làm như sau ha. Rồi thiết kế website mình copy, rồi mình qua Ctrl Shift N để mình bật cửa sổ ẩn danh lên ha, là không có bộ nhớ két gì hết. Rồi mình search thiết hướng dẫn thiết kế website. Rồi anh chị các bạn kéo xuống, rồi đây chính là phần nguyên cái phần này đó, nó chính là cái chủ đề thiết kế website những bạn này đang làm, nó đang lên ha, thiết kế website. Rồi có nghĩa là cái từ khóa của mình nó đáp ứng cái vấn đề là gợi ý tìm kiếm website, tìm kiếm cái clip ha, tìm kiếm clip, thì lúc đó anh chị các bạn làm clip nó mới xuất hiện được cái bên cái phần tìm kiếm Google được ha. Cái này là tìm kiếm Google nha. Đây anh chị các bạn thấy tìm kiếm Google. Rồi tìm kiếm trên YouTube thì sao? YouTube đây. Đó. Thì cái này tìm kiếm trên YouTube ha, nó hai cái phần này nó khác nhau nha anh chị các bạn. Ha, nhớ là phân biệt giúp Tùng nha, nó khác nhau. Rồi ví dụ như Tùng tiếp tục gõ cái phần hướng dẫn thiết kế website. Rồi. Đó. Thì anh chị các bạn cũng sẽ quan tâm là những cái bạn mà đứng đầu ha, đứng đầu trên những cái tìm kiếm trên YouTube thì sẽ được Google xếp hạng ở phía bên Google, nó cũng đã đứng đầu luôn đó ha. Vì vậy anh chị các bạn nên quan tâm giúp Tùng cái chỗ này nha, chỗ này cực kỳ quan trọng đó, để mà anh chị tiến hành tối ưu SEO YouTube ha, SEO YouTube. Rồi thì mình quay lại cái phần check từ khóa. Rồi sau khi mà mình có những cái phần này rồi thì anh chị các bạn sẽ xuất ra file, hoặc là anh chị các bạn có thể là chọn những cái keyword nó cùng với cái chủ đề để anh chị các bạn đưa vào cái từ khóa SEO cho YouTube của mình. Đó chính là thiết kế website miễn phí, ví dụ học khóa học thiết kế website ha. Rồi thiết kế website dạy học trực tuyến đó. Rồi ví dụ như quy trình thiết kế website, rồi hướng dẫn thiết kế website miễn phí nè đó. Rồi thiết kế website cơ bản, hoặc là tự thiết kế website bán hàng, hoặc là cách thiết kế website miễn phí đó. Thì anh chị các bạn nên chọn một số từ khóa như Tùng, rồi tiến hành anh chị các bạn copy nè, copy clipboard, hoặc là anh chị các bạn có thể là xuất ra file Excel luôn cũng được ha, xuất ra file Excel. Rồi anh chị các bạn chờ tí, mình mở tiếp tục cái file Excel này lên ha. Rồi thì đây chính là những cái keyword mà mình muốn làm một cái clip ha, để mình làm, giúp cho mình làm một cái clip ha, đó, giúp cho mình làm một cái clip. Rồi sau đó thì anh chị các bạn dựng clip và tiến hành tối ưu clip và đưa lên tối ưu cái phần thẻ tag của mình á, thẻ tag của mình ha. Rồi tiếp tục sau khi có từ khóa thì anh chị các bạn tiến hành làm clip, làm video và tối ưu SEO video ha. Đó thì đây là những bước mà Tùng đã giúp cho anh chị và các bạn ha, để mà phân tích ra được những cái từ khóa ha. Rồi thì tới đây anh chị và các bạn đã thấy cái chủ đề của Tùng chia sẻ có hay, có hấp dẫn hay không ha. Nếu hay thì hãy cho Tùng một like nha. Rồi quay lại cái phần này thì Tùng tổng kết lại để giúp cho anh chị và các bạn nắm những cái công cụ này ha. Ngoài ra cái phần công cụ này thì nó còn
ở nhiều cái lĩnh vực khác, thì anh chị các bạn tương ứng cái lĩnh vực nào á, thì anh chị các bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn một tí ha. Hoặc là anh chị các bạn có thể theo dõi những cái tutorial của nó ở đây để học hỏi thêm ha. Rồi quay lại cái công cụ phân tích từ khóa với công cụ Keyword Tool này á, thì nó sẽ giúp cho anh chị những phần sau đây. Thứ nhất á, là phân tích keyword SEO trên Google, thì Tùng có note lại những cái phần đỏ này ha, thì anh chị các bạn nên nên lưu ý giúp Tùng ha. Thứ nhất á, là anh chị phải, các bạn phải chọn đúng cái từ khóa hạt giống để anh chị các bạn tiến hành SEO. Tương ứng với từng cái lĩnh vực khác nhau thì nó sẽ có những cái từ khóa khác nhau. Vì vậy khi mà anh chị các bạn chọn ra cái từ khóa, cái hạt giống rồi, thì dùng công cụ keyword tool.io này thì nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn gợi ý ra những cái từ khóa mở rộng liên quan cái từ khóa mà anh chị muốn làm SEO. Và cái quan trọng, cái phân tích từ khóa keyword tool này nó mạnh nhất là chính là để giúp cho anh chị ha tìm ra những cái từ khóa để anh chị làm YouTuber ha. Làm YouTuber phải biết được cái xu hướng và cái từ khóa tìm kiếm của cái người dùng như thế nào, thì khi anh chị dựng lên những cái chủ đề như vậy thì anh chị và các bạn sẽ thấy là được cái sự tìm kiếm của người dùng theo cái thời gian mà anh chị và các bạn tiếp tục phát triển, chứ nó không có dừng lại ở đó. Hoặc là tránh trường hợp là anh chị các bạn làm ra những cái clip mà không ai xem, không ai theo dõi hết đó, thì đó là cái phần mà công cụ keyword tool.io này sẽ giúp cho anh chị các bạn. Còn cái vấn đề và xuất ra file Excel á, thì anh chị các bạn có thể làm tương tự giống như Tùng hướng dẫn ở đây ha. Rồi thì đến đây á, thì Tùng xin dừng cái video tại đây. Nếu anh chị và các bạn nào á, vẫn chưa làm được, vẫn xem cái video này rồi vẫn gặp khó khăn, hoặc là cần những cái tài khoản để đăng nhập vào đây, thì có thể liên hệ với Tùng để Tùng add vào những cái group mà để giúp cho anh chị và các bạn sử dụng cái công cụ này một cách hiệu quả và tiết kiệm được rất là nhiều chi phí ha. Rồi kính chúc anh chị và các bạn sức khỏe, và đừng quên nhấn đăng ký kênh của Tùng nha, và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận những cái video mới nhất từ Tùng. Rồi cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái video lần sau ha.